Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, từ đầu năm đến giờ, những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám, khổ tận cam lai, ra đường mất tiền, tình yêu đổ vỡ, người thân hiểu lầm, bạn bè thì xa lánh. Thế nhưng bước sang ngày 4 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may kéo tới, làm gì cũng thuận lợi và thành công. Và đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi. Con giáp đầu tiên và may mắn nhất là có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. Một, tuổi Sửu. Thưa quý vị, các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, vận trình trong ngày hôm nay của gia chủ tuổi Sửu về đường công danh sự nghiệp có tam hợp nâng đỡ, nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc, đánh đâu thằng đó. Con giáp này hôm nay được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn. Tuy nhiên, mặt tình cảm cũng may mắn không kém, phần nhờ cục diện thổ sinh kim. Tuổi này sống biết điều, làm dâu hay làm rể cũng khéo sống, nội ngoại hai bên hôm nay có việc được nhờ. Mặt tài lộc chịu ảnh hưởng từ thiên tài, tốt cho những người chơi xổ số, đánh bài, làm ăn chóng vánh. Nhưng nếu không biết tiết kiệm, dấn thân vào mấy trò đỏ đen thì nhanh lụi tàn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị sợ Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi cho người tuổi Sửu, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Mặt tiền bạc, nhiều cục diện thổ sinh kim nên tiền đẻ ra tiền, nhiều bản mệnh biết cách làm ăn nhanh nhẹn. Bản chất con giáp này là thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không ai chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp thứ hai mà không thể không nhắc tới là những người tuổi Thân. 2. Tuổi Thân. Theo dự đoán của các nhà tử vi tâm linh, tuổi Thân trong ngày hôm nay phất lên như diều gặp gió bởi có chính quan đến trợ mệnh. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình, không gian phát triển vô cùng rộng mở, đặc biệt là những người đang chờ tin tức từ thi cử, xin việc thì sắp có tin vui lớn. Tuổi này đón tin vui trong chuyện tình cảm, nhân duyên nở rộ không ngừng nhờ tam hội. Hôm nay có thể bạn sẽ gặp bạn bè cũ lâu năm, người thân từ xa về thăm nhà, tâm trạng được cải thiện hơn, ngủ ngon giấc hơn. Tiền bạc của những người tuổi Thân không chỉ ở mức đủ tiêu vì hai hành kim tương hòa giúp cho vận may tài lộc của những người tuổi Thân ngày càng rực rỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi cho người tuổi Thân, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, các chuyên gia tử vi học dự báo, công việc của người tuổi Tý có thiên ấn, giúp đỡ, nên con giáp này được sự tin tưởng từ lãnh đạo và mọi người xung quanh. Có lợi cho những người đang làm quan, quản lý hoặc là chủ thầu, mọi việc như ý muốn. Nhưng đừng quá kiêu căng, tự mãn, kẻo mất lộc. Mặt tình cảm của bản mệnh nhờ cục diện thủy sinh kim, nên những khúc mắc sẽ được giải quyết triệt để. Tối nay bạn có thể thưởng cho mình một món quà nho nhỏ hay là nấu một bữa cơm ngon cho cả nhà để tăng tình cảm ruột thịt. Đường tiền bạc của Tý khá chật vật do lâm tương phá, làm ăn có cạnh tranh lẫn nhau không lành mạnh, giành nhau từng chút một. Nay tuyệt đối đừng giao tiền bạc cho người ngoài, kẻo lại cãi nhau tanh bành. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi cho người tuổi Tý, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn thứ 4 là những người tuổi Tuất. 4. Tuổi Tuất. Các chuyên gia tâm linh tử vi cho biết, trong ngày hôm nay tuổi Tuất có tam hội chiếu cố nên sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những bạn làm du lịch, buôn bán tự do thì được khách hàng ủng hộ, các bạn cứ mạnh dạn nhập thêm hàng mới. Sắp tới những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường. Vận tình cảm nhờ thổ dưỡng kim nên bản mệnh khá hiểu chuyện, biết cách chăm sóc bản thân và người mình yêu. Cả hai biết bù đắp khuyết điểm cho nhau, đồng thời sống rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình. Những gia chủ tuổi Tuất nhận được nhiều tin vui tài lộc trong hôm nay, chủ yếu là nhờ chính tài độ mệnh, lương thưởng ổn áp,
Nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình làm thì thần tài sẽ chiếu cố cho bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp cho thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi cho người tuổi Tuất, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tuổi Giáp Tuất 1994, mệnh hỏa, ham làm, không thích ngồi yên một chỗ. Tuổi Bính Tuất 1946 và 2006, mệnh thổ, làm gì cũng phải theo tới cùng mới thôi. Tuổi Mậu Tuất 1958, mệnh mộc, gia đình sắp có tin vui lớn. Tuổi Canh Tuất 1970, mệnh kim, hãy cho chính mình một cơ hội. Tuổi Nhâm Tuất 1982, mệnh thủy, cha mẹ là người thương bạn nhất. Để có được một ngày may mắn trọn vẹn, những người tuổi Tuất cần sử dụng những màu sắc cát tường là màu nâu hoặc màu cà phê. Bên cạnh đó, bạn hãy tìm và chơi với những người tuổi Mão, tuổi Dần và tuổi Ngọ. Đây là những tuổi lục hợp và tam hợp với gia chủ, sẽ hỗ trợ rất tốt cho các bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Năm tuổi Thìn. Theo các nhà tử vi tâm linh học dự báo, hôm nay bản mệnh nên vui mừng vì có chính tài trợ mệnh, đem lại tin vui liên quan đến chức vụ, lương thưởng, chế độ. Còn sắp này cứ kiên trì với công việc mình đang làm, mặc kệ thiên hạ bàn tán thì sẽ có ngày khiến người ta phải nể sát đất. Hơn nữa lại được lục hợp cục nâng đỡ, nên vận trình tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày. Gia đạo dễ có tin vui, người thân trong họ sắp đón thêm thành viên mới hoặc đón người từ xa về chơi vài ngày ở nhà bạn. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi cho người tuổi Thìn, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi Thìn như sau. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, mệnh hỏa, sống kiên cường, không khuất phục trước khó khăn. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh thổ, thích tự do, muốn đi du lịch vài ngày. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, mệnh mộc, tiền bạc hơi khó kiếm, dễ mà đi vay mượn. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, mệnh kim, tình hình sức khỏe không được ổn cho lắm. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 và 2012, mệnh thủy, tâm trạng hơi mệt mỏi, nhưng cuối ngày sẽ đỡ hơn. Để đón chào vận may trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Thìn cần mang theo những màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu, và hãy luôn tìm chơi với những người tuổi quý nhân của mình như các tuổi Dậu, Tý, Thân. 6 là tuổi Ngọ. Xét về là số tử vi của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cho thấy, được thực thần trợ mệnh nên những bạn làm công chức hoặc làm nghề tự do, có thêm nghề tay trái, sẽ gặp thuận lợi. Hôm nay mà gặp khách thì nên khéo léo một chút, người ta sẽ đem lại cho bạn nhiều tin vui hoặc cơ hội tuyệt vời để phát triển. Tuy nhiên, vận trình tình duyên của người này bị ảnh hưởng bởi ngũ hành hỏa khắc kim, tình cảm trao đi mà không được nhận hồi đáp. Gia đình hay có cãi cọ, con cái không chịu nghe lời cha mẹ, khó quản lý. Vì suy nghĩ thiếu tỉnh táo nên người tuổi Ngọ đã để cho tiền bạc tan biến nhanh chóng, tiêu xài mất kiểm soát vào những thứ không cần thiết. Bản mệnh cần phải xem xét lại cách quản lý tài chính của mình và thay đổi hợp lý hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp cho thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi cho người tuổi Ngọ, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, tiền bạc có dấu hiệu hao hụt. Tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, nên trân trọng những thứ trước mắt. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, bạn không thích những cuộc gặp mặt xã giao. Tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, có những mối quan hệ phải trở nên bất cần một chút. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, sống không được xem thường gia đình. 7. Tuổi Mùi. Ngày mùng 4 âm lịch này của bản mệnh công việc gặp thiên tài nên nửa hung nửa cát. Tuy thông minh sáng suốt, dễ gặp may mắn nhưng đôi khi mùi khá bốc đồng, hơi chú trọng vẻ ngoài nên công việc vô tình bị cản trở, khó làm được những việc lớn. Đừng tình cảm không đến nỗi tệ nên bản mệnh đừng quá lo lắng. Nhờ cục diện hai hành kim tương hòa nên gia đạo bình an, vợ chồng biết phụ giúp lẫn nhau. Nữ tuổi này cực kỳ có trách nhiệm với chồng con, đi đâu cũng vội vàng về sớm để lo cơm nước. May mắn là dù công việc chật vật nhưng bên cạnh người tuổi này vẫn có quý nhân giúp đỡ, giải quyết bớt những rắc rối đang gặp phải. Chỉ cần bạn sống khiêm tốn, không khoe mẽ thì tiền bạc sẽ sớm dễ kiếm hơn, đỡ phải lo nhiều như trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc,
chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi cho người tuổi Mùi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 7 con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!